Chào mừng anh em trở lại với đợt cá beta sĩ và cá thủy sinh Ngày 23 tháng 3 của shop beta Bình Dương Đầu tiên Long có lô Red Fancy nha anh em Đó, Red Fancy thì Long bao màu, bao form, bao size cho anh em Size là trên 3,2 nè Nói chung là khoảng tầm size trung Máy căng trứng ép liền Cái dòng Red Fancy là cái thương hiệu bên lông rồi Luôn là bao màu, bao form, bao gen cho anh em ha Cá Red Fancy bên Long gen rất là tốt Form là cũng cực kỳ đẹp luôn là đi thi có giải luôn nha anh em thì đây là Long đang quay mẫu mấy em trống một cái lô như vậy á thì mình mua dù anh em lấy 5 cặp thì sẽ có cá lột sạch và cá nó còn dính vảy một tí nhưng mà cho dù còn dính vảy thì nó vẫn là bao màu bao form, bao style cho anh em mình luôn ha size trên 3 x 2, màu đậm đà à, máy là căng trứng ép liền luôn Long sẽ lấy trống máy khác bày cho anh em ha. Bây giờ Long quay mẫu mấy em trống để nó kè lên cho anh em soi về cái bộ form. Lát nữa Long quay mấy em máy cho anh em xem. Máy khác bày với trống căng trứng ép liền. Và cái dòng fancy bên Long, dòng red fancy luôn, bao màu, bao form, bao gen, bao style cho anh em mình luôn ha. Anh có thể lấy kết hợp thoải mái, anh em không cần phải lấy uh, uh, 5 cặp red fancy, anh em lấy một cặp red fancy cũng có giá là 50 ngàn một cặp. Uh, anh em lấy một cặp red fancy anh em lấy thêm dùm Long. 4 cặp khác à, miễn đủ 5 cặp là có giá là Red Fancy 50.000 một cặp à, mình lấy một cặp Red Fancy cũng được rồi bốn cặp kia mình lấy mấy dòng cá khác trong đợt này thoải mái luôn kết hợp thoải mái luôn anh em còn đây là mấy máy này nha anh em em này thì lột 100 phần trăm nè em này thì 90 phần à, trăm long bao là máy lột sạch từ 80 phần đổ lên và bao star nha anh em bao màu bao form bao star luôn trống máy đều là bao màu bao form bao star hết anh em ha bao khác bày luôn bao gen nữa Cá sĩ và bao gen luôn anh em rồi tiếp theo long có lô coi red cooper anh em ha cá này khoảng tầm mà trên ba sân rưỡi từ ba sân rưỡi cho đến ba sân bảy máy cũng được ba sân rưỡi anh em ha máy căng trứng ép liền đây là máy nè anh em. Đây thì hàng này long bao cho anh em là trống từ màu khoảng 90% mươi đổ lên bao màu bao form bao size bao trống máy khác bày cho anh em mình luôn ha trống là trên 90% màu máy cũng trên 90% luôn nha nè. máy cũng cỡ này à, coi red cooper thì nó phải có bộ vẫy nó ánh cái ánh cooper lên ha này bao màu bao form bao vảy cho anh em luôn ha thì một cặp á, một cặp trống máy là mình sẽ đi với giá là 90 mươi ngàn còn nếu anh em lấy trống không á anh em lấy toàn trống á thì à, nếu anh không lấy máy thì anh em cho long là một em trống là 65 k nha nè à, mình lấy nguyên cặp á, thì một cặp nó chỉ có 90 thôi coi như bốn con 45 cặp trống máy còn nếu anh em lấy trống không thì một em trống coi red cooper long tính là 65 k ha thì anh em có thể lấy kết hợp thoải mái mình lấy một cặp Qua Red copper cũng có giá là 90k à, anh em lấy thêm bốn cặp khác những dòng cá khác trong đợt này kết hợp thoải mái ha à, anh em lấy 5 cặp là luôn được bao ship nha anh em mình đây là lô cá sĩ long sẽ lấy à, cá tương tự như cái những cái dòng cá mà anh em chọn ha tại vì nó chỉ có chừng này thôi và cá sĩ giá rất rẻ cho nên là đăng lên cái là có khách chốt liền nên không thể nào mà mình lấy đúng những cái con cá mà long quay mẫu ở đây được nhưng long sẽ lấy cá tương đương chất lượng tương đương từ bằng vậy hoặc là đẹp hơn vậy ha cá sĩ thì mình không có lựa từng con nha nè nếu mà anh em lựa từng con thì là một câu chuyện khác rồi là giá sĩ là khác cá lẻ là khác anh em ha mình lựa từng con là thành cá lẻ rồi nè ok bao màu bao form bao trống máy khác bày kết hợp thoải mái luôn nha nè rồi tiếp theo long có lô samurai nha anh em samurai thì long bao cho anh em là bao màu bao form bao star luôn ha samurai con nào cũng phải có star hết À, con trống là đặc biệt đặc biệt con trống nào mới có style ra size khoảng tầm trên 3 xăng 2 tầm này là cũng được 3 xăng rưỡi rồi đó anh em form rất là đẹp luôn thì nếu mà anh em lấy trống á à, cái này là hàng bán lẻ của Long luôn đó em. thì mình đi sĩ bình thường luôn anh em lấy trống không á thì Long sẽ tính là 35k một em trống 35k một em trống còn nếu mà anh em lấy cặp trống máy thì à, nếu mà anh em lấy máy á máy thì Long tính là 20k đi à, máy 20 còn trống là 35 ha à, anh em lấy mấy con cũng được anh em lấy một con trống samurai cũng có giá là 35 k à, sau đó anh em lấy thêm dùm lâm chín con của những dòng cá khác trong đợt này à, miễn đủ một cái đơn 10 con là sẽ có giá là 35 k một em trống và 20 k một em mái samurai anh em mà phối hợp kết hợp thoải mái luôn chỉ cần đủ 10 con là sẽ có giá sĩ cho anh em mình ha cá là size khoảng tầm ba xăng rưỡi với mấy em trống máy thì khoảng tầm ba xăng hai máy khác bày căng trứng ép liền luôn nha anh em form cực kỳ đẹp luôn anh em ơi à, bao màu bao form bao star đối với mấy em trống ha trống là bắt buộc phải có star ta nha anh em trống con nào cũng có star ta hết cá màu đậm đà form đẹp rất là ngầu luôn anh em samurai cái thể loại samurai này rất là ngầu anh em ha rồi cuối cùng long có lô coi red gold nha anh em coi red gold thì mình sẽ đi với giá là 80 000 một cặp trống máy thì một cái keo lông sâu ở đây là một cặp trống máy nha nè mình quay sẵn một mình để sẵn một cặp trống máy luôn rồi thì cá thì long sẽ bao cho anh em là máy full màu 100% phần trăm máy khác bày với trống ha size khoảng tầm mà ba phẩy hai cho đến ba phẩy bốn cm nè anh em coi máy nè cái chất lượng máy nè anh em ha máy full màu nè máy này cũng full màu thì một cái lô thì nó sẽ có con này con kia tất nhiên là nó chỉ có ví dụ anh em lấy chốt một lần năm cặp thì nó chỉ có một con là nó chưa full thôi năm cặp à, coi red gold chỉ có một con chưa full thôi còn lại là màu gần như là 90 mươi cho đến một trăm phần trăm ha đèn cái máy này nè đẹp tuyệt vời luôn thì nếu mà anh em lấy trống không á mình lấy uh, cặp trống máy thì coi như là 40 k một con trống máy khác bài còn nếu mình chỉ lấy trống á thì anh em cho long là 50 mươi ngàn một con trống uh, coi red gold nha anh em máy này là khoảng tầm uh, ba sân ba sân tư ba sân rưỡi anh em Màu đậm đà anh em ha Màu cực kỳ đậm đà luôn Trong máy khác bày Mình lấy một cặp coi Red Gold cũng có giá là 80k một cặp mà mình sẽ lấy thêm 4 cặp còn lại là những dòng cá khác, khác ha à, mình sẽ đi một cái đơn sĩ như vậy là 5 cặp trống máy 10 con à, anh em lấy kết hợp thoải mái luôn nha nè Rồi ông xin công bố kết quả mini game đợt cá trước ha thì anh em nào có dự đoán đúng bình luận không chỉnh sửa liên hệ với Long để nhận quà là hai cặp cá đẹp nha nè nay mình sẽ chơi tiếp mini game đợt cá ngày 23 mình chơi trong vòng 3 ngày 23 24 và 25 đến hết ngày 25 á anh em nào dự đoán qua ngày 26 là không tính nha thì Long sẽ có một gợi ý cho anh em ở đây là một số chẳng nha anh em rồi chúc anh em may mắn nha